Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong video nhận định vào dịp cuối tuần. Và để biết được tuần sau chúng ta nên làm gì thì phải điểm qua tuần vừa rồi đã diễn biến như thế nào đã. Như thường lệ, chúng ta sẽ xem xét thị trường thế giới trước. Và đầu tiên đó là Dow Jones. Dow Jones trong tuần vừa rồi tăng 2,97%. Cụ thể là 945,84 điểm. Mức tăng này đã đưa Dow Jones tới một cái vùng gọi là vùng hợp lưu cái vùng hợp lưu này đó chính là cái đỉnh cũ là 33.000 và cái đường trend nó hợp lại với nhau. Đây là một cái ngưỡng cản rất là mạnh. Thế nên theo nhận định chủ quan của mình thì khả năng trong tuần tới Dow Jones sẽ giảm. Còn cái việc mà giảm mạnh hay là giảm nhẹ thì quả thực mình cũng không rõ. Mình hy vọng là nhẹ nhàng thôi để nó không ảnh hưởng quá nhiều đến VN Index. Giá dầu trong tuần vừa rồi tăng 4,42% Tức là cái mức tăng này nó cũng tương đương với cả cái mức giảm của tuần trước nữa Và anh em nào mà phân tích kỹ thuật mà quen nhìn về nến ấy Thì có thể thấy là khi hai cây nến này nó ở cạnh nhau, nó ghép với nhau Thì nó sẽ ra một cái cây nến gọi là doji Đây cái cây nến doji đây Nó chính là cái cây nến giống như là ở tuần 20 và 27 tháng 6 tức là một cây nến có thân nến rất là nhỏ thậm chí là không có thân nến còn bóng nến ở hai phía thì dài và gần như bằng nhau đây là một cái cây nến thể hiện sự trung tính tức là bán tức là phe bán và phe mua đều đang hòa không có ông nào thắng cả chính vì thế việc có thể nhận định được cái xu hướng tiếp theo của thị trường nó rất khó nên ông giàu này mình sẽ không có dự đoán gì cho phiên tới cả tiếp theo là cậu vàng. Cậu vàng trong tuần vừa rồi tăng 2,26%. Vâng, tức là nó vẫn có một cái gì đấy khá là giống với cả cái ô tròn mà tôi đã vẽ cách đây vài tuần. Và chính vì vậy tôi cũng uh, mạnh dạn dự đoán rằng trong tuần tới vàng sẽ giảm. Có thể giảm về cái ngưỡng tầm 1740 điểm. Vâng, còn giảm về đây thì giảm về đây nó tăng trở lại hay là nó giảm tiếp thì cái đó mình không rõ. Bây giờ là chúng ta quay trở lại với BTC. Bitcoin. Bitcoin trong tuần vừa rồi thì nó đã tăng 5,14%. Thì cũng giống như là cái nhận định của tuần trước đó là khi nó quay trở về cái ngưỡng Đây. Đó chính là cái đỉnh cũ và tầm 21.000 là 500 thì nó đã có những cái tín hiệu đảo chiều đi lên. Cụ thể ở đây đó chính là cái thế nến gọi là sao mai là thế nến đảo chiều đi lên rất là mạnh. Ở thời điểm hiện tại nhá thì chúng ta thấy là Bitcoin đang có những cái tín hiệu bán khá là mạnh ở vùng 24.000. À nhưng theo ý kiến cá nhân của mình ấy, mặc dù có tín hiệu bán mạnh thật thế nhưng vẫn chưa hề có một cái lần giảm nào nó vượt quá được cái tầm 23.500 cả thế nên theo đánh giá của mình là Bitcoin vẫn có thể tăng tiếp và tăng lên khoảng tầm 26.500. Đây. Cái vùng cản thì thực ra nó rất là rộng cái vùng cản chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được tầm này. Thế nhưng mình đánh giá là cái ngưỡng 26.500 này sẽ là một cái ngưỡng nổi bật ở trong cả một cái vùng cản đó thì đây cũng chính là cái mục tiêu tiếp theo mà Bitcoin có thể lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với VN Index thôi. VN Index trong tuần vừa rồi tăng 0,97%, cụ thể là 11,57 điểm. Mức tăng này nếu như anh em nào mà đã theo dõi video tuần trước nữa của mình ấy thì mình cũng có chia sẻ là nếu như tuần này VN Index có đóng cửa tầm 1210 điểm thì vẫn khiến cho mình thực sự lo lắng. Còn cụ thể hơn là tuần này đóng cửa ở mức 1206 điểm thì đương nhiên cái mối lo lắng của mình vẫn còn. Và mình có nhắc lại một chút cái lý do nhé Anh em nào xem tuần trước rồi thì cũng đã hiểu lý do vì sao Còn nếu anh em nào chưa xem thì mình cũng sẽ nói qua thôi Anh em để ý thấy nhé Ngay phía trước thôi Đó cụ thể là vào tuần giảm rất là mạnh Đó là tuần mùng 9 tháng 5 Đây sau cái tuần giảm mạnh này Thì đã có những cái sự phục hồi Những cái tuần tăng Cụ thể ở đây chúng ta có 3 tuần tăng 3 tuần xanh Thì đều không vượt qua được cái tuần giảm Sang đến tuần thứ tư thì cũng có vài phiên tăng Thế nhưng vẫn không thể vượt qua được cái tuần giảm mùng 9 tháng 5 Và sau đó chúng ta đã có một cái vài tuần giảm liên tiếp Và cho đến thời điểm hiện nay thì một nửa cái điều kiện đó đang diễn ra một lần nữa Cụ thể là chúng ta đang có 3 tuần gần đây Mặc dù tăng thật Thế nhưng vẫn không thể vượt qua được cái tuần giảm mùng 4 tháng 7 Đó chính là cái điều mà khiến cho mình lo lắng vậy nên cái khuyến nghị của mình với cả các anh em trong tuần tới đó là chúng ta vẫn nên quan sát là chủ yếu nếu như có giao dịch thì sẽ giao dịch với một cái tỷ trọng nhỏ thôi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với các mã mà các anh chị yêu cầu trước tiên là idc có bán được hay không idc hiện tại đang có một cái hành động giá khá là tốt tức là tăng thì tăng mạnh giảm thì giảm nhẹ và đến thời điểm này thì cũng tùy vào khẩu vị của anh em thôi. Nếu như anh em nào mà có một cái khẩu vị rủi ro cao đi. À, có thể chịu đựng được những cái mức uh, lỗ hay là tâm lý vững. Thì anh em hoàn toàn có thể giữ. Và cái mức mục tiêu của chúng ta chính là mức 68. Tức là còn khoảng 10% nữa. Đó là một cái mức khá là hấp dẫn đúng không ạ? Nhưng trường hợp ngược lại khi mà giá đóng cửa dưới 60 thì chúng ta sẽ bán. đó, Cái đó là tùy thuộc vào cái... Khẩu vị rủi ro Còn nếu anh em nào mà tâm lý chưa được vững lắm Cũng không biết là nên bán hay là nên giữ đây Thì chúng ta có thể là bán một phần đi Vâng khi mà cái rủi ro của chúng ta thấp xuống rồi Thì cái tâm lý nó cũng sẽ được thoải mái hơn SZC Bán được hay không SZC này thì Cái hành động giá nó cũng rất giống với cả cái ông IDC nhá Thế nên cái hành động của anh em là cũng tương tự như vậy Có nghĩa là anh em nào mà liều Có máu liều Thì chúng ta giữ Còn anh em nào mà cẩn trọng hơn một tí Thì bán một phần Cái mục tiêu của chúng ta sẽ là 56 Pao Pao thực sự đang ở một cái ngưỡng rất là khó Thứ nhất là nó đang nằm giữa hai ngưỡng Thứ hai đó chính là cái kênh nến vào ngày thứ năm Tức là vào ngày 28 tháng 7 này Nó tăng lên với một cái khối lượng rất là tốt à, Tuy nhiên phát tăng này thì thực sự mình cũng không không đánh giá được Đây là một cái phiên xả hàng hay là một cái phiên gom à, Khó là ở chỗ đó à, Đến hôm thứ sáu thì có giảm Nhưng giảm với một cái mức giá nhỏ và khối lượng thì cũng chỉ bằng một nửa so với cả hôm trước đó thôi Nên theo đánh giá của mình thì đây là một cái hình động giá À, cũng vẫn là khả quan, cái tỷ lệ lên vẫn rất là cao, nên anh em vẫn có hai lựa chọn thôi, à, anh em nào liều có thể giữ, anh em nào không liều lắm, ít máu liều hơn thì bán một phần, phần còn lại chúng ta theo dõi tình hình thị trường, rồi sẽ đưa ra quyết định sau. cái mục tiêu tiếp theo cũng chính là cái ngưỡng 14 này này, đó chính là ngưỡng cản tiếp theo ở trên. hdc có bán được hay không? ở ống hdc này thì lại cũng khá giống với cả cái ông POW vừa rồi, có nghĩa là cũng ở gần cản này, cũng ở cái mức ở giữa này. Tiếp theo là một cái cây pin 3 pin 3 là một cái cây tín hiệu đảo chiều đi xuống nhé. À, khối lượng lại lớn, vâng khối lượng lớn. À, thế nhưng nếu mà xét về tổng quan chung của thị trường ấy, tổng quan chung của ông hdc này thì thực ra cái cây này nó cũng chả thấm tháp gì Cộng thêm về thứ sáu lại làm cái cây tăng nhẹ Nên quả thật cũng không biết đây là xả hay là gom Thì hành động cũng tương tự thôi Anh em vẫn có thể giữ hoặc là bán bớt một phần Mục tiêu là 50 Mã tiếp theo là KBC KBC đang ở một cái ngưỡng cản khá là mạnh đó chính là ngưỡng 38. Vâng, đang ở ngưỡng cản mạnh mà lại có khối lượng lớn như thế này lại không vượt qua được cản. Cộng thêm với ngày thứ sáu cũng có một cái mức giá tương tự thì như thế này thực sự rất là khó. Và nếu anh em nào mà có máu liều đi thì có thể giữ khi mà giá đóng cửa phía dưới 37 thì chúng ta bán. À, ngược lại, trong trường hợp đẹp hơn nữa đi là vượt qua 38 đóng cửa trên 38 thì đó lại là cái cánh cửa rộng mở thanh thang đối với tài khoản của anh em ở à, mức lại có thể tăng cao hơn rất nhiều à, Vậy thì anh em hãy thử tự hỏi bản thân mình xem nếu như đóng cửa dưới 37 thì có chấp nhận được cái mức thiệt hại này không Nếu như chấp nhận được Ok chúng ta giữ còn trong trường hợp mà chúng ta cảm thấy cái mức thiệt hại này nó hơi lớn quá so với mình thì chúng ta bán trước một phần đi chỉ để lại cái phần rủi ro mà chúng ta chấp nhận được thôi. Vâng, còn trong trường hợp đẹp nhất mà phá được 38 thì chúng ta vẫn có thêm lãi. Được, được, không ạ? Đấy là cái cách mà chúng ta giao dịch trên thị trường sao cho lợi thế nhất. Được, đừng anh em nào nghĩ đến việc là chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất Hay là mua được ở đây bán được ở đỉnh Cái trường hợp đấy gần như không có đầu hiếm lắm Cái môn phái mua đáy bán đỉnh cho đến bây giờ ấy cho đến thời điểm bây giờ vẫn có rất nhiều các chứng sĩ nghiên cứu và tìm hiểu, à, thế nhưng đều là thất truyền. Mục đích của chúng ta trên thị trường ấy, khi mà phân tích đó là tìm được những cái điểm mà chúng ta có lợi thế nhất để giao dịch. Vâng, đây chính là cái điểm khác biệt với cả cái việc chúng ta đi đánh bạc ấy. Đi đánh bạc thì chúng ta luôn luôn thất thế, nhà cái luôn luôn có lợi thế. Còn ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta có quyền lựa chọn những cái vị trí mà chúng ta có lợi thế nhất để giao dịch. Tiếp theo là CTG có bán hay không? CTG đang có cái lực bán ở cái ngưỡng 28 cũng chính là cái ngưỡng đỉnh cũ. Tiếp theo đó là ở thời điểm hiện tại lại có thêm một cái ngưỡng nữa đó là MA100. Đang giá lại đang ở một cái ngưỡng gọi là vùng hợp lưu. Đây là một cái vùng cản khá là mạnh. Nên theo ý kiến cá nhân của mình thì chúng ta bán. Trong trường hợp mà không may bán xong thị trường tăng lên thì sao? Nếu mà vượt qua 28 thì chúng ta lại vào lãi không có vấn đề gì cả vì vượt qua 28 thì cái ngưỡng cửa nó rất là thanh thang rồi chúng ta cứ bán trước để bảo toàn vốn đi đã vì khi đã dính tới cái vùng hợp lưu ấy thì một khi giảm nó sẽ giảm rất là nhanh và mạnh tội gì mà chúng ta phải mạo hiểm làm gì DXG có mua được hay không DXG hiện tại đang ở trong vùng mua tức là chúng ta có thể mua được À, tất nhiên nếu mà chúng ta có thể mua được ở những cái ngưỡng thấp hơn đấy, thì cái lợi nhuận của chúng ta cũng sẽ có lợi thế hơn. Cái mục tiêu của CTG là ngưỡng 28 nhé. Mã tiếp theo STB có mua được hay không? STB thì thực sự khá là khó bởi vì như này, à, thứ nhất nó là ở vùng có thể mua được. Thế nhưng từ cái mức giá này cho tới cái ngưỡng cản nó chỉ là 5% à, Cộng thêm với cả cái đường MA cũng là một cái ngưỡng cản mạnh Nó đã tiến xuống phía dưới rồi Đây cái đường màu trắng đây nó tiến xuống phía dưới rồi à, Thế nên khả năng trong thời gian tới khả quan nhất Đó là STB sẽ đi ngang trong cái khung chữ nhật này Và nếu nhá, nếu như nó đi ngang Thì chúng ta có thể mua được Vâng, thời điểm này chúng ta tạm thời chưa mua nhé Vì cái rủi ro rất là cao Nhưng trong trường hợp đi ngang thì chúng ta mua được Và mua được lợi thế nhất đó chính là ở cái cạnh dưới Của cái ô chữ nhật này Đó là tầm 24 Nếu như mua được ở tầm 24 thì chúng ta sẽ có lợi thế nhất Về mặt lợi nhuận Còn sau khi phá được cái đường MA100 Và phá được cái ngưỡng 26 Vâng phải đồng thời cả hai nhé Thì lúc này chúng ta mới Gia tăng tỷ trọng MBB Thằng MBB này nó gần giống với cả cái STB vừa rồi Nó chỉ khác một điều ấy là ông STB đã phá được cái ngưỡng ở bên trên Cái ngưỡng cản Còn ông MBB thì chưa Thế nên MBB chúng ta vẫn chưa nên tham gia mua BAF có mua được không? Hiện tại thì BAF đúng là đang ở cái ngưỡng MA100 Là một cái ngưỡng cản mạnh và có thể coi nó là một cái ngưỡng hỗ trợ đi thế nhưng vẫn chưa có bất kể một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng nó sẽ từ đây bật lên cả vâng vẫn chưa biết đây có phải là cái đáy hay không nên tốt nhất là chúng ta đứng ngoài CTS có mua đấy không? CTS hiện tại đang ở trong vùng có thể mua được Anh em có thể mua nhá à, Cái mục tiêu của chúng ta là 20 Đây là mục tiêu trước mắt thôi Cái chỗ này nó là một cái ngưỡng cản chưa mạnh lắm Nhưng mà vẫn Chúng ta vẫn phải quan tâm Còn cái ngưỡng cản Tiếp theo đó là Cái ngưỡng cản mạnh hơn ấy Đó là ở ngưỡng 22.5 Thôi chúng ta lùi xuống 22 đi HAX mua được hay không? HAX à, rất khó, rất khó. HAX hiện tại nhá, thứ nhất đó là đang có lực bán khi nó chạm vào đường MA 100 là cái đường màu trắng. Tiếp theo đó là nó lại có một cái ngưỡng cản nữa ở ngay sát bên trên là tầm 22.8 23 đi. Vâng, à, rất khó. Thế nên tạm thời chúng ta nên quan sát nhé. Chúng ta nên quan sát chứ chưa nên mua vội cái điểm mua mà chúng ta có lợi thế nhất ấy, đó chính là ở cái ngưỡng 20. Nếu như giá hồi về 20 mà có cái lực mua, có cái tín hiệu đảo chiều thì chúng ta mua sau cũng cũng được không sao cả. Tầm này chúng ta mua làm gì cho mạo hiểm. Mà tiếp theo là SHS có mua được hay không? SHS thì đúng là hiện tại đang ở trong cái vùng có thể mua được. À, tất nhiên anh em nào mà mua được ở phía giá thấp hơn thì sẽ có lợi thế nhất về mặt lợi nhuận Thế nhưng thấp hơn ở đây ý, là vẫn phải trên 12 nhá Nó mà dưới 12 là dễ toang lắm đấy Còn mục tiêu của chúng ta đó là 15 ASM Vâng ASM Hiện tại có thể mua Ở đây thì à, anh em nào mà phân tích kỹ thuật ấy Thì chắc là sẽ biết đến cái mô hình gọi là vai đầu vai đây là một cái mô hình giá có thể gọi là kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Cụ thể ở đây là vào ngày 29 tháng 7, giá đã vượt qua được cái đường chéo là cái đường chấm chấm này. Với một cái khối lượng rất lớn. Tất nhiên rất lớn ở đây, đó chỉ là cái đột biến so với cả trung bình nhiều ngày trước đó thôi. Thì đây là cái điểm mà chúng ta có thể mua. Và cái mục tiêu của chúng ta có thể lên tới 18 nhá. Nhưng anh em lưu ý nhá, khi mà lên tới 16 ấy thì rất có thể giá sẽ tạm thời chững lại và đi ngang một vài phiên vâng, rất có thể là như vậy. Rồi sau đó nó mới lên được tiếp. Đây là toàn bộ những mã mà các anh chị đã yêu cầu. Những mã nào mà các anh chị vẫn chưa thấy có trong video thì các anh chị có thể là tham gia nhóm Zalo à, chat ở trên đó, yêu cầu team tư vấn và nó hoàn toàn miễn phí. Nếu như cả nhà thấy video này hữu ích thì ngần ngại gì mà không bấm đăng ký cho kênh YouTube của team. Chúc cả nhà sang tuần mới giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.